Alo ạ. Alo. Chào em. Chị là chị Thủy, chị có đặt đôi giày màu trắng. Chị hẹn 6 giờ nhưng bây giờ chị mới xong việc. Bên em đóng cửa rồi chị ạ. Bây giờ chị đang đứng trước cửa shop. Em xem có nhà bạn nào gần đây đến mở cửa giúp chị được không? Chị rất cần đôi giày đấy. Nhân viên bên em về hết rồi chị ơi. Mà cửa hàng em đóng cửa cả tiếng trước rồi. Sao chị về muộn? Chiều không báo để bên em ship tận nhà. Hôm nay là sinh nhật con trai chị. Chị muốn tự tay cầm đôi giày đó về tặng bạn ấy. Em giúp chị nhá. Hôm nay có nhiều lý do để ăn mừng. Đầu tiên là sinh nhật của con trai tôi. Thanh niên Quang, 13 tuổi. Chúc mừng sinh nhật con trai. Lý do tiếp theo đó là vợ của Tiến có tin vui. Wow. Chúc mừng anh chị nha. Chị, mấy tháng rồi? Trai hay gái vậy? Chị cũng được 4 tuần thôi. Chúc mừng cháu nhá. Nói gì thì nói chứ, con cái là lộc trời cho. Đấy, như thằng Quang đây này, 13 tuổi rồi mà đã có em đâu. Chắc là anh chị con mãi đang kế hoạch bác ạ. Giờ lý do tiếp theo đó là giới thiệu đi Quang. Xin giới thiệu với cả nhà, đây là Vân, bạn gái cháu. Sắp tới sẽ là dâu của đội 3 đấy ạ. Trời ơi, đội 3 toàn là hậu phương vững chắc không à. Như vậy á thì yên tâm chiến đấu. Nè, khi nào hai đứa cưới vậy? Dạ chưa, bọn em cũng chưa có ý định gì ạ. Mà cũng còn chưa ra mắt hai bên nội ngoại nữa. Vậy là anh mình có lỗi rồi nhá. Dạ. Lẽ ra phải giải quyết cho em nó nghỉ phép chứ. Bác đúng là tâm lý đấy ạ. Mà bác ơi, cháu tò mò chút. Ở nhà mình, anh Minh là nói giọng trong Nam, chị Mai Anh cũng là tiếng miền Nam. Nhưng mà sao bác lại là giọng Bắc ạ? Bác ngày trước có đi công tác vào trong Nam, gặp bác trai trong đó, rồi sinh hai anh chị này cũng ở trong đó. Mãi gần đây bác mới chuyển ra ngoài này. Hai đứa này nó nói tiếng Nam từ nhỏ thành quen đấy. Rồi sau khi ra trường á, anh cũng có vào miền Nam để huấn luyện với bạn của bố anh. Nói tiếng Nam riết thành quen. May mà anh Minh không quen cô nào ở trong Nam nhá, chứ không anh em mình đã không có cơ hội để làm đệ của anh Minh, đúng không? Anh Minh tầm ngầm thế thôi. Có say nắng ai trong Nam không làm sao anh biết được, anh Minh nhỉ? Thôi không nói linh tinh nữa. Chúc mừng nào. Chúc mừng. Chúc mừng sinh nhật cháu nhá. Chúc mừng sinh nhật con. Vô. Khoan. Sao thế? Khoan. Anh Hoàng ơi. Em sao vậy? Hoàng ơi. Đỡ vậy? Anh giúp em ơi. Anh Hoàng ơi. Thôi, cứ nằm nghỉ đã. Em thấy trong người sao? Em không sao đâu, tự dưng tay choáng quá. Có cần đi viện không? Anh đừng chủ quan, nghe em đi viện nhá. Anh không sao, chắc là ở cạnh em nên tim đập nhanh hơn thôi. Anh ơi, chân thì lạnh toát, mọi người lại đổ mồ hôi thế kia. Thôi chết. Thế là thế nào hả anh?